Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MU SS6.vn. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ép Queen 2 cực kỳ đơn giản. Đấy. Mình đã chuẩn bị hai bộ này, mọi người cũng phải chuẩn bị hai bộ nhá. Ép một bộ là nó xịt đấy. Đấy, hai bộ này. Chuẩn bị 10 con kỳ lân đi. 10 con kỳ lân để ép trước để lấy phong thủy anh em nhá. Đấy. Lấy cái may mắn. Còn tùy anh em làm thế nào là làm. Đấy, anh em nhìn mình này. Quay cực kỳ đơn giản luôn thôi. Hiện tại Win 2 đang khá là hot và khá là khó, nên là phải rất là nhiều thủ thuật. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái thủ thuật này. Đấy. Hy vọng là sẽ lên cho anh em xem nhá. Ok, bắt đầu luôn anh em nhá. Bắt đầu luôn. Đấy. Lại bên server 34 đi, tùy anh em. Mình đang ở server 3 nhá. Kết hợp bình thường này. Cho 10 con kỳ lân vào trước này. Anh em đứng nguyên một chỗ luôn nhá. 10 con kỳ lân. Đấy. Che mặt thằng này đi. Thôi. Lần sau mình sẽ che mặt thằng này đi nhá. Đấy. Cứ ép 10 kỳ lân trước đi. Xịt hay không xịt thì kệ nó. Đấy. Được một phát kỳ lân này. Đeo luôn. Phát thứ hai nhá. Phát thứ hai là bắt đầu ta ép cánh. Cánh cấp 2 đứng che mặt thằng này đi nhá. Rồi. Che mặt thằng này đi. Cho một cái cánh này, một vũ khí này, cộng 4 trở lên và một viên trao thôi, một cái lông vũ này. Đấy, tỷ lệ thành công là 60% anh em ạ. Tỷ lệ thành công là 60% nhá, hiện tại là 60%. Đấy, anh em căn thằng Robin ném 3 lần, em để ý nó ném 3 lần nhá. Chuẩn bị đi. Một này. Đúng khi nào nó bắt là ta ném nhá. Một này. Căn phải căn đúng nhịp tim. Đấy, anh em phải gọi là phải có cái độ may mắn nữa. Một này. Hy vọng là sẽ lên. Một. Hai. Đấy, cứ bình tĩnh không phải lo. Đợi cho nó nóng máy cái xưa. Đợi cho nó nóng máy anh em ạ. Một này. Một. Một. Hai. Đấy, cứ từ từ rồi nó sẽ nhừ. Một. Phải kiên trì anh em ạ. Ép win anh em phải kiên trì, đừng có vội vàng nó xịt ngay. Anh em phải chuẩn bị hai bộ. Và như mình đấy, ép con kỳ lân lên. Một. Hai. Ba. Thấy chưa? Thấy chưa anh em? Anh em thấy gì chưa? Cực kỳ đơn giản này mà anh em cứ khó, anh em phải làm theo như mình nhá. Tiếp tục đứng yên một chỗ đi. Đứng yên một chỗ anh em nhá. Kết hợp bình thường này. Đứng yên một chỗ, không được nhúc nhắc. Nhúc nhắc là ra đi đấy. Rồi. Anh em cứ bình tĩnh. Kiểu gì một phát lên được hai phát mà. Lên được một phát mà lo cái gì. Cứ làm theo cách của mình anh em nhá. Tỷ lệ lên rất là cao. Đấy. Chuẩn bị tiếp này. Đơn giản đập một hai phát ra hai phát không có gì đâu. Một hai. Căn nó đúng ném 3 lần. Một này. Hai này. Ba này. Ô, cái thứ hai mất rồi nhỉ bạn. Cái thứ hai mất. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành cái màn ép win cực kỳ dễ luôn anh em ạ. Đấy. Anh em thấy gì chưa? Cái này thì để mình ép win 3 nhá. Cái này thì mình để mình ép win 3. Cực kỳ ngon luôn đấy anh em ạ. Quá đơn giản. Anh em chỉ cần làm như vậy thôi, không cần nhiều. Hai phát lên được phát là ta lại ngon rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.